Các bác có biết tên cái này cái gì không ạ? Đây chính là cây thuốc xấu. Một trong những loại cây thuốc có tác dụng liền da, giảm đau, được sử dụng trong những trường hợp vết thương hở, chảy máu, lột da, rất là hiệu nghiệm. Cây này thường nó mọc thành bụi. Đây ạ. Toàn thân thì nhẵn bóng. Đây, thân ở đây. Có những cành nó sẽ vươn thẳng như này. Lá mọc so le. Và khi bấm vào cái thân của cây này thì nó khá nhiều những cái nhựa trắng. Đây. Cái nhựa này chính là cái thành phần chính dùng làm thuốc, giúp liền da, giảm đau, được xử lý trong những trường hợp vết thương bên ngoài, dập ngã, sưng đau và lột da. Đấy. Cây này thì nhiều gia đình người ta trồng làm cảnh, cũng có gia đình người ta trồng làm những cái hàng rào như này. Thưa các bác, đông y đánh giá cây thuốc xấu có vị chua, hơi chát, tính hàn và có độc. Có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tán ứ, tiêu thủng, chỉ huyết và sinh cơ. Bên cạnh đó thì cái rễ của cây này còn có tác dụng đó là gây nôn. Khi sử dụng cái thuốc xấu này thì cần phải lưu ý đó là trong lá, thân và rễ nhựa của cây này thì nó có một chất có độc. Đấy. Cái độc này không những có tác dụng trực tiếp lập tức mà bên cạnh đó thì nó cũng có tác dụng có thể là gây nên căn bệnh ung thư. Đấy là những cái lưu ý khi sử dụng cây này. Đặc biệt là những ai sử dụng cây này làm thuốc uống bên trong thì cần phải lưu ý nhớ những cái độc tố có trong cây này. Sau đây Quân sẽ chia sẻ cho bác kinh nghiệm sử dụng cây thuốc xấu để làm thuốc. Những cái trường hợp bị tai nạn, đấy, dập chân, dập ngón tay, vết thương hở, chảy máu, đấy, sưng đau, thì các bác có thể là lấy cái lá cái này, cái lá và cái ngọn non cái này, mang về rửa sạch, cho vào dụng cụ vệ sinh sạch sẽ, sau đó là giã nát và đắp trực tiếp lên cái vết thương. Sau khi cái vết thương đó đã được xử lý bằng cồn rồi các dụng cụ y tế, cây này tác dụng là cầm máu và giúp liền da rất là nhanh. Bên cạnh đó thì nó tác dụng giảm đau cũng rất là tốt. Ở trong tự nhiên thì có cầm máu thì có thể là dùng cây nhọn nồi. Đây các bác, đấy chính là nó đấy. Cái thân nó màu tía tía này các bác này. Cái lá mọc đối nhau. Đấy. Và cái hoa này nó ra từ kẽ lá. Đây các bác. Kẽ lá hoặc là ở đầu cành. Cái cây cỏ mực này nó thuộc họ cúc các bác nhé. Chúng ta sẽ ngắt cái cành này lên để xem chi tiết hơn. Nếu các bác để ý kỹ thì cây cỏ mực này ở trên thân nó có lông các bác nhé. Cái lông trắng này. Nhưng mà cây nhọn nồi này không có tác dụng giúp liền da nhanh và hiệu quả như là cây này. Đấy. Nên là khi mà gặp những vết thương hở, những trường hợp bị chóc da, lật da, rồi vết thương sâu thì có thể dùng cây này để giã nát, bó đắp như Quân vừa nói. Rất là công hiệu. Cây này rất là dễ trồng. Có thể là lấy cành già ấy. Lấy cành già như cành này. Đem cắm xuống nơi râm mát, có độ ẩm cao là cây có thể phát triển thành những cây mới. Rất là dễ trồng. Tuy nhiên
trong quá trình sử dụng cây này thì cũng cần phải lưu ý. Thứ nhất, cây này nó có tính độc như Quân vừa nói ban đầu ấy. Khi sử dụng bên trong, làm thuốc uống bên trong thì cần phải chú ý liều lượng và chú ý độc tính của nó. Cái lưu ý thứ hai, cây này được coi là một trong những loại kháng sinh tự nhiên rất là công hiệu. Mà đã là kháng sinh thì nó sẽ bị phản ứng với một vài số ít những trường hợp. Đấy, do vậy để cho quá trình sử dụng được an toàn nhất là chúng ta cần phải sử dụng một ít trước. Đấy, lấy khoảng một nhúm trước, chúng ta đắp lên vết thương trước. Nếu cơ thể không có những phản ứng, ví dụ như bị dị ứng này, sưng đau này, mẩn đỏ ở cái khu chúng ta đắp, thì cơ thể sẽ không bị tác dụng phụ khi sử dụng cây này. Đấy, và sau khi chúng ta thử nghiệm như vậy mà thấy cơ thể hoàn toàn bình thường ấy, thì chúng ta sẽ đắp và bó đắp với cái số lượng lớn hơn. Đấy là cái lưu ý thứ hai khi các bác sử dụng cây này làm thuốc. Bên cạnh cái việc sử dụng cái cây thuốc xấu này làm thuốc trong trường hợp bị chảy máu, sưng đau, thì người ta còn sử dụng cây này để chữa mụn nhọt. Đấy, rồi chữa những vết thương có mủ. Một số trường hợp người ta còn dùng cây này để chữa rắn cắn. Và một vài vị lương y, người ta lợi dụng cái tác dụng là có độc của cây này để làm thuốc uống bên trong để trị độc. Đấy, lấy độc để trị độc. Tuy nhiên, như Quân nói ban đầu, kinh nghiệm sử dụng cây này làm thuốc uống phải ở những cái vị lương y có kinh nghiệm lâu năm. Đấy. Cây này còn có tên khác, đó là cây hồng tước san hô hoặc là dương san hô. Một vài thông tin và những hình ảnh về cái loại cây rất là quen thuộc trong đời sống của chúng ta, các bác có thể là bắt gặp khá nhiều nhưng lại không biết cái công dụng của nó. Xin chia sẻ cho các bác để các bác tham khảo. Bác nào biết thêm công dụng của loại cây này thì mời các bác hãy để lại bình luận xuống dưới để cho nhiều người cùng biết và sử dụng loại cây này làm thuốc các bác nhé. Các bác hãy nhớ đăng ký kênh Thảo Dược .net để tiếp tục theo dõi những cây thuốc, vị thuốc, những bài thuốc Quân sẽ cập nhật thường xuyên. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của Quân.